Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bón phân cho cây sầu riêng để chuẩn bị cho mùa khô. Và phân bón hôm nay là phân nở hay còn gọi là phân gà. Mình tiến hành sử dụng là phân Mỹ ha anh em ha. Quảng cáo một tí xíu. Ở đây là thành phần của nó, thành phần và hàm lượng của nó, tem của đơn vị nhập khẩu. Hỏi của nó đây. Đã đôi chút quảng cáo đôi chút về phân. Và một bao nhóm này với giá bán lẻ, nếu như anh em có nhu cầu, là 330.000. Và cái đối tượng chúng ta cần bỏ đó là cây sầu riêng. Thì đây là cây sầu riêng đứng xa ra, vừa tròn 2 năm tuổi. Có nghĩa là hết mùa mưa này là nó sẽ bước vào năm thứ 3. Cái gốc thì nó to bằng cái cẳng chân. Trước khi bón thì chúng ta cần phải đào một cái rãnh. Cái việc chúng ta sẽ đào cái rãnh á, anh chị cô chú chúng ta sẽ căn cứ vào cái tán của cái cành cây của chúng ta. Cái tán của cành cây nó rơi vào đoạn nào thì chúng ta sẽ đào đoạn đó. Đây anh chị thấy không? Đó. Cái tán cây này, tán cành này. Đó. Thì mình sẽ tiến hành mình đào ở đây. Và như vậy á, cái việc mình đào như thế này thì nó sẽ ít đụng chạm tới cái bộ rễ của cây là thứ nhất này. Khi mà ít đụng chạm tới bộ rễ của cây thì cái cây nó ít bị chột và cái nhịp phát triển của nó sẽ không bị trì trệ lại. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đào ở cái tán lá như này á, nó sẽ có một cái tác dụng là nhớ cái rễ của cái cây ở bên trong kia nó chạy ra ngoài. Và do đó là cái rễ nó sẽ ăn tràn ra ngoài, cái phạm vi nó sẽ nhiều hơn, do đó là cái khoáng chất và cái nguồn dinh dưỡng của nó sẽ được phong phú hơn, đồng thời cái bộ rễ của chúng ta nó sẽ phát triển xa hơn, rộng hơn, do đó là cái việc mà phát triển của cây nó sẽ được tốt hơn. Còn về cái rãnh chúng ta đào á, thì đối với vùng đất mà dốc thì chúng ta có thể đào to hơn hoặc là sâu hơn một tí, nhưng đối với vùng đất mà nó bằng, điển hình như vùng đất của mình đây, cái độ nghiêng thì nó chưa tới 5%, chưa tới 5 độ, thì chúng mình chỉ đào khoảng cái 20 thôi ha, và rộng cũng chỉ 20 thôi, gọi là một nhát sẻng, một mặt sâu và một mặt ngang vậy thôi là ổn. Còn đối với chúng ta ở cái vùng đất có địa hình thổ nhưỡng khác nhau thì chúng ta có thể đào nó cân đối, ví dụ như là có thể sâu hơn hoặc là thấp hơn đều được. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ tiến hành bỏ phân. Thì cái phân này nếu mà nói về cái lượng bỏ thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải căn cứ vào cái tiền túi của chúng ta ha, cái điều kiện tài chính. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ căn cứ vào cái tuổi của cái cây. Ví dụ như cây của mình đây là cây năm 3. Năm nay là chuẩn bị bước sang 3 tuổi. Thì mình sẽ tiến hành bỏ cây của mình là từ 5 tới 7 kg. Còn nếu như chúng ta có điều kiện hơn á thì chúng ta có thể bỏ 7-8 kg là vừa đẹp. Nhưng đừng có bỏ quá nhiều ha, mà chúng ta thay vì chúng ta bỏ quá nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ nhiều lần. Ví dụ như một năm chúng ta có thể làm chia làm 2 lần. Chúng ta có thể chia làm 2 lần cho cây. Thay vì một lần chúng ta bỏ khoảng cỡ 15 kg thì chúng ta có thể chia làm khoảng cỡ một lần như vậy là bỏ khoảng 7 kg.
8 kg gì đó. Và chúng ta chia đều ra, một năm làm 2 lần. Đây. Chúng ta nhớ rải đều ra ha. Rải đều ra, nó phân tán đều ra thì sau này cái bộ rễ cây nó sẽ phát triển đồng đều hơn. Nó giảm bớt cái tình trạng là khuyết tán của cây sầu riêng của chúng ta. Khuyết tán trường hợp gọi là có những cái bên là cành cành yếu, còn có những bên là cành sum suê. Do vì nó có những bên rễ nó phát triển mạnh thì cây tán nó nhiều, và bên rễ phát triển ít, cây tán nó sẽ ít đi. Và bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ lắp lại, lắp phân lại. Cả nhà thấy không ạ? Mình đã tiến hành lắp lại rồi. Đó. Cái việc lắp phân này nhằm mục đích như sau. Thứ nhất á, dù mùa nắng hay mùa mưa, khi mà cái hàm lượng phân nó rã ra thì lúc đó là các thành phần đạm mà chúng ta phơi ngoài nắng ở nhiệt độ cao thì nó sẽ gây ra tình trạng thất thoát, bay hơi, hoặc là nó chuyển sang ở một cái dạng liên kết khác thì cái cây trồng chúng ta nó sẽ khó hấp thụ, gọi là khó ăn. Do đó là mình cần phải lắp lại. Và cái yếu tố thứ hai nữa là khi mà chúng ta lắp như thế này vào cái việc cái phân nổ của chúng ta nó sẽ rã ra nhanh hơn, và do đó là cây trồng của chúng ta nó sẽ hấp thụ được nhanh hơn. Và một cái thứ ba nữa là vào mùa khô á, khi chúng ta lớp như thế này nó sẽ tạo ra một độ tơi xốp nhất định cho cái xung quanh cái gốc cây của chúng ta. Do đó là cái việc giữ nước hoặc là rút nước của cây rất là tuyệt luôn. Thì đó là cái cách chúng ta tiến hành bón phân nữa cho nó đúng và tránh lãng phí tối đa. Tuy nhiên là có những farm lớn á, những cái farm lớn mà chúng ta đã tiến hành lắp đặt hệ thống tưới tự động hết cả rồi thì chúng ta có thể bỏ phân ở trên mặt luôn cũng được, không sao. Bởi vì khi chúng ta đã tiến hành lắp đặt hệ thống tưới tự động rồi á thì cái việc mà chúng ta chủ động về cái việc tưới thì nó rất là đơn giản. Có thể chúng ta 2 ngày tưới 1 lần, 3 ngày tưới 1 lần. Bởi vì mỗi lần chúng ta tưới, chúng ta chỉ cần khoảng cỡ 15 tới 20 phút, cùng lắm là 30 phút là cái lượng nước lắm. Đối với những cây tơ như cây của mình đây, là cây tơ ở những năm dưới 4 tuổi thì khoảng một số dòng bác thì chúng ta chỉ cần tưới khoảng 15 phút là nó đủ cái lượng nước cần cho cây. Nhưng với những cái vườn mà nhỏ như vườn của mình hoặc là một số anh chị chúng ta chưa lắp hệ thống tưới thì chúng ta chịu khó hơi tốn công mà chúng ta hãy tiến hành làm như thế này ha. Nó hơi tốn công, thật sự hơi tốn công, nhưng cái giá trị nó mang lại sau này chúng ta sẽ rõ thôi. Và nếu như anh chị cô chú là chúng ta có nhu cầu về cái phân nở này, phân tan chậm này của Mỹ thì một bao bán lẻ là 330. Anh chị mua số lượng như thế nào cũng được, nhiều ít đều ok hết.
mua nhiều thì có chiết khấu giá sỉ. Và phân này là phân nguyên đai nguyên kiện chứ không phải là phân đóng gói tại Việt Nam. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về cách bón phân cho cây sầu riêng, và đặc biệt là phân toàn trọng, phân nỡ. Thì các anh chị cô chú nào chúng ta có những cách làm hay hơn thì chúng ta có thể chia sẻ để cùng nhau trên cơ sở tinh thần là học hỏi lẫn nhau. Ok, bây giờ mình xin phép dừng lại cái video tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.